Ê, thử chuỗi ấy, hai hai Ê, con đến đây mất gì. nhỉ. Ôi. Ôi con Ôi hổ. con hổ nó thì đã ăn kìa anh ơi. Con hổ nó chạy lên nó đớp thịt ăn luôn cơ. Ôi anh ơi, anh cầm lúa anh rủ nó đi, em không rủ được nữa rồi. Ủa làm sao để dụ ta? Anh đang rơi ra trước mặt nó giờ cho đi theo đó, rơi Ok theo ok. anh kìa. Rồi hello các bạn ha, hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái game Minecraft này cùng với Dũng và hôm nay mình sẽ Chắc em phải bắt đi. bắt bắt con mèo này vào chuồng luôn quá. Con mèo nó thấy thịt nó lẹ lắm. Hôm nay mình sẽ đi dụ bò và Này nó lấy hết thịt của mình mình với đấy. Dũng sẽ làm máy rửa trứng ha, sẽ Đồ làm có thể là một con khủng long nào đó chưa biết được. Tạm thời là bọn mình đi dụ bò đó, đã bắt bò vô chuồng đó đã. Rồi ok. Ủa tính được ra một dưới này con phải là nữa. cỏ mới đúng chứ, tại sao là cát ta? Bò Không đâu sống anh, được trên cát đâu. cách nào nó cũng sống được hết à. Bò xịn vậy. Em lên em dụ. Ủa đang quýnh con mèo kia rồi hả? Mình mạnh rồi. Mình đang cầm lúa mình dụ mấy con bò này vô nha các bạn. Thấy được hai con rồi, tao cho mày ăn đâu. Để nó đi mốt có đồ ăn, bay mấy cân. Bây giờ đi, mình đi dụ bò tiếp cái đã. Ui trên này nguyên đàn bò luôn. Hello mấy cân mấy cân. Ê ô, đi 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 đi. Các bạn thấy lúc nãy không? Lúc nãy mình lúc mà mình đánh con heo rừng cho nó chết á là con khỉ hổ nó tới nó đớp thịt liền luôn. Nó cái quỷ heo rừng này. Này ba con luôn. Cái này á Dũng nói là bây giờ mình dụ bò về mình nuôi bò xong rồi sau này á mình sẽ cho lấy thịt bò cho mấy con khủng long nó ăn luôn. Ê cưng 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 cưng. Ủa cái nó đi tới đây tự nhiên nó bỏ nó không đi nữa ta, thứ gì đâu á. Mắc ghét. Hồi nãy mình không biết, mình tưởng đâu là bấm chuột phải cho nó ăn, nó ăn nó trái tim mình quá trời luôn. Nhưng mà dắt lộn chỗ. Ở đây nè, ở đây nè. Tụi bay tụi bay tụi bay. Ê ê ê ê ê ê. Anh đây, Cỏ đây đây nè, em làm lúa xong cái máy nè. rửa đi, anh đây rồi nè. Ok. Hai con kia nó đứng đơ chứ kia luôn rồi. Trong máy này Ồ, này, đây tiện đây là nó rửa mất mặt kìa. cái máy điền này nha các bạn. Xem Và nó Dũng ra kêu cái mình gì là anh đây, bỏ cục cái này lâu nào vô. quá. Biofossil. Ủa nó ra cát kìa Dũng ơi. Nó ra cát. Anh bỏ 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 lại đi. Bỏ bỏ kìa Anh bỏ bỏ. nó vô nó lúc nãy cái đầu tiên anh thấy nó ra cát á, hình như phải xếp theo thứ tự sao nó mới ra được cái hình trứng á em ơi. Không phải đâu anh, nó rửa dần dần ra đó, mình phải ngồi đợi á. Nó lại ra cát nữa kìa. Không phải đâu anh. Anh cứ để trong đi, anh cứ để À, sau một hồi dẫn dụ mấy con bò bằng nhan sắc xin của mình thì đây được 1 2 3 4 5 6 con bò ha. Và Dũng lúc nãy thì nấu cái xương nó trong cái máy này, là cái máy gọi là phân tích hay sao đó, thì được anh ơi, đi khám một phá đền hai Sa cái trứng Mạc không? rồi. Đây đây các bạn, đây có ba cái trứng ha, Tyrannosaurus, Henodus và Pteranodon hả. Đây là cái ba ba mẫu DNA của ba con động vật. Ok, và bây giờ phải có máy ấp trứng mới được ha. Ý có bò con kìa. Mới cho nó ăn rồng. Trời ơi, cú tê vậy, cho nó ăn đi. Sau Nó này mình nuôi, sau này mình nuôi nhiều tí mình đúng sao hay nó làm cho nó thức ăn ăn được rồi Dũng ơi. trộm. À em cho nó ăn rồi, mình không cho nó ăn được nữa đâu anh. À, ui có À, bò con kìa. cái đám này sau này là thức ăn Vậy của là con có thêm ba con bò Tyrannosaurus con nữa trong cái đàn 6 con ha. bò, hiện tại là tới 9 con bò ha các bạn. Mình Đây nuôi có rất ba nhiều con, hai con mèo với là một con mèo có vườn. Ok, bây giờ mình có thể dùng mình sử dụng sẽ đi khám phá bên khu này. Rồi bây giờ mình sử dụng sẽ đi khám phá bên cái ngôi đền bên kia ha. Ngôi đền này đã từng có một lần mình livestream và mình đi vô thử và mấy bạn kia kêu mình chưa là bị cú lừa cực mạnh, đạp cái bụp cái nó nổ rớt xuống. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô cái đền này. Anh ơi, để em xuống trước cho không anh lại làm Ok nổ đó. ok Không, anh nhường em xuống trước á, Ok. bữa bị dụ hết lần thiệt là buồn. Đây là em chỉ cho anh cắt xuống nè. Anh thấy cái len màu cam này không? À hả, Đập cái này ra. Anh đừng đập cái màu tím. à hôm bữa anh đặt cái màu tím á, rồi nó cái đùng luôn. Xanh nước biển, đập phát nổ cái đùng chết luôn. Lấy cái đồ nào để mình cào ta. Ok, đây có cầu thang đi xuống rồi, làm cầu thang đi lên cho nó dễ. Ok, Xuống đây vét đồ nên có xin vàng.
Để em lấy Ủa là trong này TNT. chỉ có mấy cái gương này thôi hả? Nghe tiếng gương ở đây. Cầm bí ra. Thịt thối rữa. Ê ê ê. Cái gì vậy? Em nhảy lên. Cắm cái đuốc thì tối quá. Không thấy đường. Vét thêm một cái này về cho anh đó. Ok. Trong người anh có hai trái TNT nè. Trong người anh có hai sau trái TNT nè Dũng. Để sau này mình dùng á, để mình đào hố mình làm cái chỗ nuôi khủng long á, khủng long sống dưới nước á. ok xin vàng, để lấy vàng. Mấy cái xương này làm được gì không? À, trồng cây đó. À, ok rồi. À, xong rồi, nay mình lên đi. Ủa, vậy thôi hả? Dưới này chỉ có vậy thôi hả? Dạ, nó chỉ có từng từng đó đâu thôi. Ờ, à, làm bữa quất cái đùng cái nó nổ quá trời. Ê, bây giờ mình phá thử cái đó không? Phá thử không Dũng? À, nếu anh thích Đứng đứng đây phá hay có sao không ta, hay là đứng không, mình để đâu cũng được, nó cũng nổ hết á, nhưng mà vấn đề là thì mất cảnh quan á. không sao đâu, trời ơi. Đây, anh thích phá không, em phá này Phá đi, phá đi, phá đi, phá đi. Phá... Ôi, ở lầy một cái thôi nha, một cái thôi nha, luôn. Ở lầy luôn á. chuẩn bị nha. Ok. Chạy anh ơi, chạy 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 chạy, nhưng mà này đây à, xong rồi đó. Ó nổ rồi cũng đẹp mà. Đẹp đó. À, mình phải phá phá nốt đi anh ơi, lên trên nóc phá. Ủa trên nóc phá có được gì nữa không? Để có đường đi vô đó nè. Bây giờ mình với Dung sẽ phá trên này. Ủa mà tại sao mình phải phá ta? Ồ, mà ăn kem phá mà. Không, phá cái dưới trên đầu định phá cái trên. Anh nhớ đốt cái đuốc nó cũng cháy nữa hay sao? Không ạ, cái đuốc đã động mới được á. À. Nè bây giờ anh cái đuốc, anh ơi, thấy cái đuốc nào, anh ấn ra. Anh chạy Đoạn. trước đi. Em muốn chạy đây. Từ đây có nó nổ tới mình không ta? Nó nổ cũng nhỏ mà. Không, số lượng nhiều nó mới nổ tới mình anh ơi. Nó bữa lát máy luôn. Một FPS luôn. Ờ, tan banh hết trơn rồi. Đây là cái máy máy ấp Cần trứng nha các sữa bạn. với trứng với cái đen đây là được. Bây giờ kiếm con nào ta? Ừ, đây là cái công thức để tạo ra cái máy ấp trứng nha các bạn. Cần có 4 cục thủy tinh, một cái xương rồng, một cái xô nước, rồi ba cái phôi sắt. Còn cái máy mà gọi là cái máy như sao ta? Tạo ra ADN hay là sao đó. Rồi là mình cần có 4 cái phôi sắt và một cái xương khủng long hả? Dạng giống như xương khủng long vậy đó. Ok ha, thì mình không biết mấy cái vụ này đâu. Bây giờ mình ví dụ sẽ ấp, có thể ấp một cái trứng hoặc là hai cái trứng. Như đây là cái đường hầm đi xuống ở phần dưới. Bên này là cỏ, lúa, và bên này là một cái chuồng bò. Đi ngủ đi anh. Hiện tại thì bọn mình sẽ thống nhất với nhau là rửa cái con rùa thời tiền sử này, Henodus DNA, và cần có sữa bò ha. Còn cái con Tyrannosaurus á thì cái trứng này là để bọn mình để xây một cái chuồng, nó đã mới 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 dám ấp nó ra chứ Dũng kêu là nó phá lắm, nó phá hết luôn á. Với lại hiện tại cũng không có chuồng nữa nha. Cho nên là có thể hôm nay mình sẽ là tạo ra cái con rùa thời tiền sử thôi. Bây giờ mình đi kiếm lúa cái nào, kiếm lúa cho mấy con bò. Sau khi mà rửa trứng xong thì mình được một cái trứng ha, Henodus. Và bây giờ Dũng sẽ đang đi xây, gọi là xây một cái chuồng cho cái con rùa thời tiền sử này. Ok. Và hồi nãy giờ thì mình bắt được thêm một vài con bò nữa, hình như là hai con, và hiện tại là cũng khá khá con rồi. Nãy giờ mình đi vòng vòng đi đi lấy lúa cho bọn nó ăn, bọn này nó ăn no hết trơn rồi. Mà nó thấy cỏ nó vẫn bù tới, ở đó thấy lúa nó vẫn bù tới cái thứ gì đâu ham ăn như quỷ á. Mấy bò con chưa ăn được, mấy bò con hình như mình không có cho nó ăn được, cho ăn được mấy con bò này. Vui ha, tính ra chơi kiểu này vui á, bò quá trời, động vật quá trời luôn. Nó bù, nó thấy lúa nó bù theo. Thấy bù lấy lúa như thấy tiền nhá. Các bạn thấy là hiện tại bây giờ bò nó một nùi bò luôn. Mỗi lần nó thấy lúa là nó chen lớn nhau rồi, nó quá trời luôn. Bây giờ để mình đi đi thu hoạch lúa cái nào. Hoạch lúa để dành cho bọn con mấy con quỷ đó, nó ăn ăn nhiều như quỷ á, mà nó thấy nó thấy lúa là nó mắt nó sáng lên, nó trơn một mùi, nó bu, các bạn thấy không, nó bu quá trời luôn.
Cây lúa này chưa có chín. Còn mấy con quỷ này thì mình không biết nó ăn cái gì. Mấy con quỷ này nó chỉ ăn ăn thịt lúc mà mấy con kia nó chết ra nó ăn thôi. Và trong này thì không có đâu, chỉ có nó thả ở ngoài là bên ngoài môi trường thì nó tự mấy con kia nó chết đó, xong rồi nó chạy tới nó đớp thịt thôi như lúc nãy vậy đó. Đây các bạn nhìn nè. Chín lúa mà cái một nụ mắt nó nhìn mình luôn. Kinh dị vậy chứ. Mình không biết là gì, cái lý do gì mà bò nó quá trời. Lúc nãy mình mới chỉnh lại cái phần ở dưới ha, phần cát thành phần đất cho nó, cho nó giống với một cái trang trại. Tại vì ở dưới cát thì nó kỳ quá, mà lúa thì nó chín. Trời ơi, các bạn nhìn lên lúa sướng gì đâu. Đây là cái cầu Dũng mới xây, và một hồi bọn mình sẽ chỉnh cái con rùa ở dưới nước này. Và đây là khu vực nó sống, bên kia có kính không cho nó đi ra ha. Vậy cái cầu Dũng xây quá đẹp luôn. Ồ, đã chưa, đã chưa. Đây là một đồng lúa. Bây giờ mình để Dũng lấy cái trứng ra cái đã. Để các bạn đây, mình cầm lúa lên mà nó muốn nhảy ra khỏi khu này luôn. Cục đá rồi. Trời đất ơi, quá trời đồng luôn. Từ từ bấy, ai cũng có phần, ai cũng có phần. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Đó, cho nó ăn các bạn. Bồ quá, chơi bồ luôn. Đủ chưa, đứa nào có rồi, đứa ra chỗ khác để người ta còn ăn nữa. Anh mình đi đạp đi. Sao đợi để xíu, anh đang cho bò ăn quá trời luôn. Dũng ơi, cầm một cái nấm lúa lên cái nó bu một nồi luôn. Đi anh đặt. Ok, đi chỗ này em đặt rồi. Dưới này nhé. Okay. Dưới nước em sợ nó mọc da, nó không nở. Ok đặt trên đó đó hả? Không, em đặt cho nó thì nó nở ra, nó bơ xuống thôi. Ok. Ê, nhìn cute vãi. Cái trứng có chút xíu à. Dạ, em cắm đuốc anh ơi, cho nó anh có đuốc, anh cắm cho em một cái đây để cho nó ấm. Ê, đừng có đẩy nó, đẩy em đẩy nó rớt xuống kìa. Nãy em đẩy cái trứng nó rớt xuống á. À, đây em cầm cuộn sắt này em kiểm tra này. Cái gì vậy? Đây anh cầm cuộn sắt này đây, anh nhấp vào quả trứng. Anh cầm vào nhấp quả trứng đi. Đó, anh ấn vào quả trứng. Ấn như quả trứng. Gần anh ấn ra. Đó, ồ, oh, 22%, 23%. Thời gian phát triển đó, anh em mình ngồi đây đợi đi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cái trứng này nó phát triển nha các bạn. Tới 90, chắc là 100% có lẽ nó sẽ nở trứng ra đó. Bây giờ mình khi đang nào nó gần nở kêu em nha. Ok. Ok, và hiện tại là trứng được 75% rồi và sắp nở rồi nha các bạn. Dũng đi xây mấy cái phần viền này thành đá để cho nó sợ cái con này nó cắn á. 82%, 83%. Yeah. Sắp rồi. 85, 86, sắp rồi. 86 em ơi. 90 nè. Ê, cái trứng nó lắc rồi kìa. Cái trứng nó chào đời anh ơi, nó chào đời nè. Ý, cái trứng nó lắc rồi kìa. Ui. 95 rồi. Để chuẩn bị coi cái trứng nó nở như thế nào, mình muốn coi cái trứng nó nở lắm. Ủa có chút xíu vậy hả? Ok, đây là con con gọi là con rùa cổ rồi. Có một mình đó. Không anh ơi. Nhỏ xíu mà anh tưởng nó bự lắm chứ, có chút xíu à. Hay là sau này mình nuôi khủng long của Nobita trong này luôn đi anh. Ừ được á. Chứ con này nhìn nó bé tí. Nhìn nó cô đơn quá. Có chút xíu mình nhìn con rùa nó tế tế làm sao. Anh ơi cho mở cửa sát một tí đi. Ok, anh lên bờ đi. Em lên bờ đi, Ủa mình tưởng con rùa nó bự lắm chứ nó nở cái trứng ra nó bé xíu. Mà lúc nó nở ra có cái tiếng nhạc nữa cho nên là mình né cái tiếng nhạc nó ra. Đây này Dũng ơi. Em xem nó ăn gì. Rùa có chút xíu hả, nó đâu có phá đâu. Trời hiền khô à. À con này nó ăn thực phẩm trái cây anh ơi, nó ăn chay. Thế vậy anh nhìn nó giống giống con nhện luôn á chứ không. Nó không, nó là rùa tiền sử đó anh. Nhìn giống con nhện luôn á. Ai ai ai. Đem về lúa cho nó ăn. Nó nhìn anh nè. Không anh nghĩ nó. Ê nó ăn lúa được em ơi. Biết anh cho nó ăn nè. Ừ à, ừ, okay. Ừ anh bấm vô cái nó. Tuyệt vời. Nó ăn nè. Xin. Hay đã vậy á. Xin có con nuôi xin. Hiện tại là mình mới gặt lúa xong và bây giờ đi trồng lúa lại. Đây. Đã quá. Mà con rùa nó có chút xíu à. Mình tưởng nó bự lắm. Có chút xíu à. Rùa mini, ở đâu rồi, đâu rồi, rùa tiền sự, à đây. Con quỷ này nó bơi, các bạn thấy nó có cái bọt bóng bóng lên đó. Ê, ăn không cung, ê. Ê, ăn nè. Mà nó như cái gì vậy ta, ê con này nuôi nó có bự lên không hay là nó cứ như vậy hoài đó. Nó mỗi vậy thôi anh.
nhìn nó giống con nhện ghê luôn. Đúng là tiền sợ mà. Rồi nhìn nó ra rồi gì hết chứ. Nhỏ quá. Con quỷ này nó giỡn giỡn với nước hoài một hồi hết oxy với nó mình mệt lắm á. Cũng đẹp á nhưng mà nó nhỏ quá khó nhìn, với lại nó toàn là dưới nước, con này nó sống dưới nước không à. Còn sau này bọn mình sẽ làm một cái chuồng bự cho cái con tay cái gì ta, cái gì con quỷ khủng long gì đó, nói chung là khổ là ăn thịt đó. Đây đây con quỷ nó đây. Nhìn nó dẹp lép à, nhìn nó dưới nước nó dẹp lép à. Rồi thôi ha, ok thì vậy thì video này mình sẽ dừng tại đây. Hôm nay thì mình nói chung là cũng là một quá trình tiến triển một chút xíu, và bọn mình có một cái con rùa thời tiền sử. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thì tập sau mình với Dũng sẽ kiếm nhiều trứng hơn, và mình sẽ gọi là sinh ra nhiều cái con khủng long mới hơn. Và chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu các bạn thích cái video game Minecraft này, đừng quên like cũng như đừng cái mình và comment phía dưới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.